Tôi theo vụ này đã 3 năm rồi. Bọn chúng như những con bạch tuộc, chặt đứt giờ này lại mọc ra giờ khác. Này rất là lớn. Cứ làm như cũ, đúng thời điểm cho tao. Má mình ngầu lắm, cái gì má cũng làm được hết á. Cô chỉ còn được cái mấy tiếng nữa thôi. Một kỳ xuống và xe lửa là cô không bao giờ thấy lại được tụi nhỏ nữa đâu. Đây là một đường dây quốc tế, toàn bộ kéo dài từ đèo Hải Vân và tới Cà Mau. Mày lết được tới đây là giỏi lắm. Nhưng mày vào nhầm chỗ rồi. Tao có thể tới nhầm chỗ. Nhưng mày đã bắt nhầm con tao rồi.